Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Phương KDX, kênh chia sẻ những mạch điện đơn giản ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách lắp một cái mạch sạc bình 12V tự ngắt. Đây là cái mạch cũ nữa các bạn. Có nhiều bạn là chỉnh được, còn có nhiều bạn là không có chỉnh được. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mạch không cần chỉnh ha. Đó, mạch này thì mình phải chỉnh hơi cực. Còn cái mạch không cần chỉnh thì các bạn cũng làm tương tự như cái mạch này vậy thôi. Đây. Hai cái chân này là hai chân tiếp điểm ha, nó giống như là cái clip trước thôi. Thì cái này là tiếp điểm chung nè, nó sẽ thường đóng qua đây nè ha. Thì đây mình sẽ cụ thể cho các bạn xem đó. Thì đầu tiên để các bạn vẽ cái rê le nè đó. Thì ở đây là cái cuộn dây nè các bạn, còn ở đây là tiếp điểm chung, nó sẽ thường đóng qua đây nè. Còn ở bên đây khi nào mà nó có nguồn rồi nó mới đóng bên đây ha. Thì ở đây là chân số 1, chân số 2, 3, 4, 5. Thì nó cũng giống y như cái rè le này thôi, cấp nguồn vô. Đầu tiên thì các bạn phải tìm một cái con rè le này ha. Một con transistor C1815 ha. Hai con led xanh, led đỏ, 110 kg, 470 ohm, 200 ohm, 2,2 kg, 1 kg, một con diode nữa các bạn. Đây, con diode nữa là hai con. Rồi bây giờ đầu tiên các bạn sẽ lắp từ từ ha. Bắt đầu từ cái chân số 1 nữa các bạn. Các bạn mắc một con diode nè. Đó, vô hai đầu con dây để nó chống ngược cực cho cái rè le. Nó khi cấp con vô thì nó sẽ đúng cộng đúng trừ thì rè le nó mới hoạt động ha. Đó, giờ gắn diode vô nè. Đây. Cái đầu cộng nó quay lên chân số 1 nữa các bạn. Đầu cộng quay chân số 1 ha. Tiếp theo thì các bạn gắn con điện trở 10 kg nè. Nâu đen cam ha. Đây. Đó. Đây, được cái con 10 kg rồi. Tiếp theo các bạn sẽ lắp cái con transistor của mình vô nè. Thì cái chân này C B đó, thì cái chân C nữa các bạn sẽ gắn vào một đầu của rè le nè. Đây nè, đầu rè le nè. Đây mình sẽ vẽ con transistor cụ thể luôn ha. Lật ngửa lên nè, chân C nè sẽ gắn vô cái rè le nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô nè. Này đó, được cái chân C rồi nè. Tiếp theo là các bạn sẽ hàng cái chân B nè. Chân này là chân C ha. Này chân B nè. Còn chân E nằm đây nè. Rồi cái chân B các bạn hàng cái con điện trở 2,2 kg lên trên đây nè các bạn. Đây. Được chưa? Vậy chậm chậm từ từ ha. Tiếp theo là cái chân con 10 kg với con 2,2 kg đụng lại nè. Các bạn sẽ đấu một con điện trở. Con này nè, nó thay vì cái biến trở hồi trước đó các bạn. Thì cái con này khoảng 200 ohm. Từ 200 ohm trở lại thôi. Khoảng 180 ohm cũng được. Bây giờ mình sẽ hàn con này vô. Này, là con này. Tiếp theo thì các bạn lắp cho mình một con điện trở 470 ohm nữa ha, nằm ở dưới đây. 470 ohm. Đây là con này. Đây. Đó. Được vậy rồi, tiến hành mình sẽ lắp hai con led. Nó giống y như mạch này luôn nè. Giống y mạch này luôn. Nó chỉ khác có chút đỉnh thôi, mình chỉ sửa lại chút đỉnh thôi. Thì con led của mình nè, các bạn lấy cái chân cộng đó nè, mình hàn vô hai cái chân bìa nè các bạn. Đây. Đó, hai cái chân cộng mình hàn ngoài bìa hết. Đó, bây giờ mình sẽ đo ha. Nè, chân cộng ra bìa nè. Đó, rồi ok. Bây giờ tới hai con led nè. Đây. Tiếp theo các bạn hàn con trở nè. Trở 1 kg ha. Đó.
Rồi bây giờ mình sẽ hàng con trảo 1 kg nè. Cuối cùng là mình cũng đã hoàn thiện gần xong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn vô cho nó nè. Đây, các bạn hàng vô chân này ha. Đó, chân này là cái chân bị cộng nè, cấp nguồn vô. Chân này là chân trừ nè. Đó. Rồi, còn cái chân này nữa các bạn. Đây cái chân số 4 nè. Chân số 4 là các bạn hàng đang đi ót nè. Chân này sẽ ra ao nè. Còn thằng này cũng nó sẽ ra ao luôn. Bây giờ mình sẽ hàng công dây đồng vô nè. Ok rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem ha. Cuối cùng các bạn hàng cái con diode này nè. Thì sạc bình lớn thì các bạn thay con diode này lớn lên. Sạc bình nhỏ thì mình xài con diode nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn cho nó ha. Trừ nè. Cộng nè. Khoảng 14V 24. Đó, cái điện áp cấp vô thì nó chuẩn khoảng 14V 24 các bạn. 25 cũng được, 15V cũng được, nhưng tùy theo cái bình của mình là cái bình nó còn tốt hay là cái bình nó bị giảm rồi. Đó, thì cái mức điện áp thì mình chỉnh khoảng 14V 24 này đi. Đó, mình chỉnh khoảng mức này đi rồi bắt đầu là nó dụ như nó không đóng thì các bạn chỉnh cao lên chút. Rồi bây giờ sẽ cấp cái nguồn vô nè. Cộng nè. Đây trừ nè. Nó sẽ sáng cái đèn đỏ nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bình mình test thử ha. Nè. Dây trừ nè. Cái mạch mình đã tháo bỏ ra rồi. Dây trừ nè. Dây đỏ là dây cộng nè. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô. Thì cái dây trừ nữa các bạn. Trừ các bạn cũng cấp vô trừ nè ha. Sau khi mình đã hàn được cái cọng dây trừ vô nè. Bây giờ mình sẽ cấp cho sạc ha. Dây cộng nè. Cộng bình nè. Bây giờ mình sẽ cấp cái đồng hồ vô nè. Bây giờ cái bình của mình đang đầy nè. 12V 67 nè các bạn. Mình sẽ cấp sạc ha. Thì mình sạc cho nó đầy sẵn cho nó mau. Chứ để không nó lâu lắm. Đây trừ nè. Đó. Bắt đầu đang sạc vô nè. Đó. Mình chờ. Cái này thì nó sạc đầy rồi. Chút xíu là nó sẽ ngắt thôi. Sau khi mà nó ngắt rồi các bạn, thì cái điện áp của nó cũng không cho qua luôn ha. Bây giờ mình sẽ đo lại cái điện áp cấp. Cộng nè. Trừ nè. 14V 21 nè. Đó. Rồi. Thì quan trọng nhất là cái mức điện áp nguồn. Nó cấp vào để mà nó sạc ha các bạn. Còn cái này là không cần chỉnh nữa ha. Rồi nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.